quý vị, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cộng đồng lần thứ 2 tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ. Theo đó, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ trực tiếp đến 12 bản của xã Sipafin để lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng trên 5.900 người. Quá trình lấy mẫu được cán bộ Trung tâm Y tế Nậm Pồ thực hiện đảm bảo nguyên tắc chuyên môn và theo yêu cầu về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Người dân của xã Sipafin được lấy và làm xét nghiệm gộp mẫu của 10 người trong cùng ống nghiệm. Nếu có kết quả dương tính, cán bộ y tế sẽ lấy riêng mẫu của từng người để xét nghiệm lại. Thực hiện theo phương pháp này không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, tối ưu thời gian và tiết kiệm được chi phí. Việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nhất là ở xã Sipafin, nơi từng là tâm dịch, cũng là một trong những biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời qua đó giúp ngành y tế đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh có thể còn tiềm ẩn trong cộng đồng.